Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình có sửa chữa cái máy giặt A800. Thì nhân tiện sửa cái máy này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em một cái video clip theo cái yêu cầu của một số bạn hỏi rằng là thì hôm trước ấy thì mình có chia sẻ cho anh em trên kênh của mình một cái video hướng dẫn các anh em cách chúng ta test lỗi cũng như là kiểm tra cái máy giặt Toshiba cửa trên. Thì cũng có nhiều anh em hỏi là cái máy A800 thì nó test lỗi như nào và check máy như thế nào. Thì hôm nay nhân tiện sửa này thì mình sẽ quay video để chia sẻ cho anh em. Thì thật ra thì cái máy là Toshiba á, thì cái đời trước nó test một kiểu, và cái dòng là model A800 như thế này, A750, A820 thì nó có cái giao diện máy giống như này, thì cái cách test nó khác nhau. Và cái dòng Toshiba Inverter thì cách test nó khác nhau. Thì khi mình đi làm sửa chữa trực tiếp tại nhà khách hàng như thế này á, thì mình gặp phải cái máy như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho anh em trực tiếp vào cái máy đó. Thì có những nhiều cái máy thì anh em yêu cầu, thì tuy nhiên là mình làm thợ ở quê thôi, thì mình cũng không phải là cái máy nào cũng sẽ gặp theo như mong muốn để mà chia sẻ cho anh em. Còn tất nhiên là mình đã chia sẻ thì mình không ngại thì chia sẻ cho anh em hết tất cả những cái gì mà mình có thể. Thì trước tiên, trước khi đi vào cái video clip này thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới một cái bạn khán giả trên kênh. Thì thực ra là mình cũng bận nhiều việc, mình không nhớ nickname của bạn là gì nữa. Thì nội dung của bạn này có nói như này. Thì trước tiên là bạn ấy gửi lời cảm ơn tới mình. Và bạn ấy có một chút chia sẻ rằng là những cái gì mà có thể là chia sẻ cho anh em được thì hãy chia sẻ tới nơi tới chốn. Còn những cái gì mà không thể chia sẻ được thì thôi, không nói tới. Thế thì mình cũng ghi nhận cái điều đó của bạn. Thì tuy nhiên thì các bạn nào đã là khán giả của kênh Điện lạnh Mai Chi thì chắc là cũng biết là phong cách làm việc của mình từ trước tới nay rồi. Những cái gì mình đã chia sẻ cho anh em thì mình không bao giờ tiếc nuối. Mình sẽ chia sẻ tận tình cũng như là hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên có một số anh em thì rằng là có cái trình độ như thế nào đó thì mình cũng không nắm rõ. Tuy nhiên có thể anh em xem vào thì các anh em có thể thấy là nó hơi dài dòng một chút, hoặc là có thể thấy hơi khó chịu. Tại vì những anh em mà đã biết sơ sơ hoặc là biết tương đối rồi á, thì khi mà thấy ai đó trình bày một cái gì đó nó hơi dài dòng thì cảm thấy là nó hơi khó chịu. Còn những anh em mà chúng ta mới vào nghề thì chúng ta cần phải theo dõi chi tiết. Thì tuy nhiên thì mình cũng không thể làm hài lòng tất cả các bạn được, thì mình sẽ cố gắng làm sao để nó ngắn gọn để cho những cái bạn mới vào nghề cũng như là mới bạn mà các bạn mà chúng ta chưa nắm được sẽ dễ dàng tiếp cận nhất. Rồi, thế còn cái mạng xã hội thì các bạn biết rồi, thì cũng phải có người này người nọ đúng không ạ? Mình không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Tuy nhiên thì mình, cái quan điểm làm việc của mình thì nó khác với cái những cái bạn khác. Đó là gì? Mình đã chia sẻ là mình chỉ dẫn rất là tận tình, chứ mình không phải là như những cái bạn khác là gì, cho các bạn xem những cái hiện tượng là hư hỏng của cái máy, rồi sau đó là gì, mang đi sửa chữa hay như nào đấy, rồi thì sau đó lại cho các bạn xem cái thành quả của cái việc mà sau khi sửa chữa. Thế còn bạn nào muốn biết thì là alo trực tiếp hay là gì, phải là học trò thì mới chia sẻ cho. Thì cái đấy nó thật sự là, đấy là cái việc làm đó không phải là cái quan điểm của mình. Thì phải tùy vào cái cách của mỗi người khác nhau, mình cũng không can thiệp riêng cái vấn đề riêng tư của họ. Cái quan điểm của mình thì không phải như thế các bạn nhé. Cái gì mình biết mình sẽ trả lời và mình sẽ chia sẻ tận tình cho các bạn nắm được. Thế thì quay trở lại với cái máy giặt A800 này, thì vào nội dung chính của video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nắm được cách chúng ta sẽ test cái máy này như nào. Thế thì đầu tiên thì đó, máy vẫn đang giặt bình, máy đã giặt bình thường rồi, ok rồi các bạn nhé. Đây là cái máy này thì sau khi sửa xong thì nó giặt ok rồi. Thì tuy nhiên nếu mà các bạn gặp phải cái máy đang gặp sự cố ấy, thì các bạn sẽ vào chức năng test này để chúng ta kiểm tra. Nếu như nó gặp cái thiết bị gì thì nó cũng sẽ là gì, nó sẽ báo lỗi ngay khi chúng ta test thiết bị đó. Thế thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ vào test cái máy này như sau. Thế thì để vào chức năng test của cái máy này thì trước tiên các bạn sẽ quan sát bàn phím cho mình. Thì nó có những cái phím chức năng như sau. Thì có mực nước giặt này, chọn mực nước này, chọn chế độ này, vắt cực khô này. Chọn chức năng, tức là đây là cái chọn chức năng hay còn gọi là các cái gọi là chu trình các bạn nhé. Chu trình tức là gì? Giặt xả vắt xả tràn ấy, thì gọi là chu trình. Thế còn cái chương trình ấy, là giặt thường, giặt nhanh, giặt nhẹ, giặt ngâm. Đấy, ví dụ thế thì đấy gọi là chương trình. Thì mình theo cái tên của nhà sản xuất người ta ghi đây là nút chọn chức năng, mình quen gọi là nút là chu trình. Chu trình tức là gì? Giặt xả vắt thì gọi là chu trình. Đó, nút chương trình, nút khởi động. Thế thì để vào cái chức năng test ấy, thì các bạn sẽ giữ cho mình cái phím chọn chế độ ở đây và cái phím chức năng, tức là phím chu trình ấy. Rồi chúng ta sẽ mở nguồn. Đây, sau đây mình sẽ làm cho các bạn xem. Chúng ta sẽ giữ hai cái phím này. Chúng ta sẽ giữ hai cái phím này và chúng ta sẽ mở nguồn. Đây, mình vừa một tay vừa làm vừa quay nên là không có tay mở nguồn, thì mình sẽ cố gắng mở, các bạn chú ý nhá.
Rồi các bạn, sau khi các bạn bấm lên thì các bạn nghe tiếng nó kêu bíp bíp đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là trên màn hình và bảng điều khiển sẽ sáng ba cái đèn thẳng hàng nhau. Đó là cái đèn vệ sinh lồng giặt này, đèn 30 phút và đèn giật nhẹ, là chúng ta đã vào được chương trình test rồi các bạn nhé. Thế để mà bước vào chính xác chương trình này thì các bạn sẽ bấm ngay cho mình cái nút khởi động. Đó, để lâu quá thì nó thấy rồi. Đó các bạn chưa? Để lâu quá là nó cũng là nó thoát ra mất đấy. Chúng ta phải bấm nút khởi động luôn. Đây, mình vào lại một chút cho các bạn xem nhé. Là sẽ giữ nút chọn chế độ này và nút nút chọn chế độ này và nút chọn chức năng này. Chúng ta bấm mở nguồn lại này. Đấy các bạn nghe tiếng kêu tít tít đúng không ạ? Thì nó sẽ sáng, có thể sáng 3 đèn hoặc sáng 2 đèn này không sao, chúng ta sẽ bấm nút khởi động ngay các bạn nhé. Rồi thì các bạn sẽ thấy là máy sẽ bắt đầu chuyển qua. Sau khi các bạn bấm nút khởi động ấy thì các bạn bấm cái nữa đi thì nó sẽ sáng cái đèn vắt này, thì bắt đầu máy bắt đầu vào chương trình là gì? Thao tác gọi là giống như cân đồ để kiểm tra quay thao tác gọi là quay cân đồ đấy. Rồi sau đó nó sẽ chạy liên tục như này và các bạn sẽ thấy là cái đèn ở có chỗ chương trình ấy, nó cứ chạy loát liên tục như vậy. Đó. Thì các bạn thấy là cái mâm giặt là đang quay ngược chiều kim đồng hồ này, chúng ta bấm nút khởi động một cái nữa thì cái đèn này nó sẽ thêm một cái này thì nó nhảy lên chữ xả tràn và các bạn thấy đồng cái mâm giặt nó sẽ quay ngược lại. Tức là chúng ta sẽ test hai cái bước này là chúng ta test cái gì? Quay trái phải của động cơ. Bước thứ ba là nó sáng cả hai đèn là test van cấp nước các bạn nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Test van cấp nước này. Rồi các bạn bấm nút khởi động tiếp theo một lần nữa thì các bạn sẽ thấy là cái đèn nó nhảy lên chữ xả, nó sáng. Tuy nhiên là cái máy nó không có làm gì cả. Thế thì chúng ta để mà nó test cái van, cái motor xả dưới ấy, thoát nước ấy, thì chúng ta sẽ phải bấm thêm một cái nút nữa, còn không mặc định là nó cũng sẽ tự kéo để test cái tính năng gì giống như ở tính năng vắt đấy các bạn nhé. Mình sẽ đóng cửa vào. Tuy nhiên là nó sẽ không test chức năng vắt ở cái đèn xả này này, thì nó sẽ vừa test cho chúng ta cái xả nước. Đây mình sẽ chọn lại này, mình sẽ chọn lại để cho nó cấp nước đi. Đầu tiên là gì? Quay motor đúng không? Đó, quay motor giống như cân đồ này. Các bạn cứ bấm nút khởi động thôi, các bạn cứ bấm nút khởi động thôi thì nó sáng đèn vắt này, là sau đó nó quay liên tục. Bấm lên nút nữa là gì? Quay ngược chiều kim đồng hồ này. Bấm lên cái này nữa là vắt van cấp nước này. Chúng ta cứ bấm nút khởi động để chuyển chế độ test các bạn nhé. Các bạn bấm thì nó sáng hai đèn là van cấp nước này. Chúng ta bấm một cái nữa thì nó lên chữ xả là nó sẽ test cái van xả nước các bạn nhé. Các bạn để ý cái ống thoát này. Đó các bạn thấy chưa? Nước đã chảy ra. Như vậy là nó sẽ test cái ở cái chức năng cái chữ xả này thì nó sẽ test cái motor xả chế độ vắt các bạn nhé. Đấy các bạn thấy chưa, lồng nó chuyển qua chế độ để vắt để đợi sẵn sàng chốt cửa để vắt giống như là lúc chúng ta chọn chức năng vắt ấy. Tuy nhiên thì nó còn ở cái nữa, đó là cái khóa cửa chúng ta chưa test được đúng không ạ? Thế thì để test được khóa cửa này thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ bấm vào cái nút chọn chức năng này một cái nữa thì nó sẽ chốt cửa. Nếu như cái khóa cửa bị lỗi, nó sẽ báo lỗi. Đó, các bạn bấm một cái nữa thì các bạn sẽ thấy là cái đèn khóa cửa nó sáng lên là cái khóa cửa không kéo này được đúng không ạ? Nếu như cái khóa cửa của chúng ta mà lỗi thì nó sẽ báo lỗi ở đây là đèn nháy hai đèn là đèn 3823 và bốn cái đèn chương trình giặt này các bạn nhé, là lỗi khóa cửa, là lỗi đèn 3823. Rồi, thế thì để nhả cái khóa cửa này ra thì các bạn bấm lại cái nút này là không có được, mà các bạn phải bấm nút chọn chương trình các bạn nhé. Đây các bạn bấm đây không được đúng không ạ? Thì chúng ta bấm nút chọn chương trình là mở khóa cửa. Đấy thì các bạn thấy đèn nó tắt đi, chúng ta lại mở cửa lên này. Rồi, các bạn khóa lại thì chúng ta lại bấm nút này. Đấy, đèn lại sáng lên lại không mở được cửa này. Mở cửa này. Đó, ok chưa? Rồi, ok. Rồi, thì đấy là cái chức năng test tất cả các phụ tải cũng như là các cái sự vận hành của cái máy giặt model A800 và các model tương tự như A750 và A820 thì là chức năng test là tương tự như vậy. Thì các bạn lưu ý nhé, mình sẽ quay ngắn gọn cho nên mình nói hơi nhanh một chút. Thì để vào thì các bạn giữ cho mình phím chọn chế độ, phím chọn chức năng, chúng ta mở nguồn này, được chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ bấm nút khởi động để chọn các cái chế độ khác nhau. Đó thì bạn nào mà chúng ta chưa nắm được, chúng ta xem lại từ đầu, chúng ta sẽ nắm được cái cách vào. Thế thôi, mình không nói lại nữa. Thì nhân tiện cái video clip này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái vấn đề nhỏ nhỏ của cái máy này nữa. Đó là cái máy này nó không có cái hướng dẫn chúng ta gì. Khi mà nó bị khóa trẻ em, chúng không hướng dẫn, không có cái hướng dẫn để giúp chúng ta nhìn vào là biết được là chúng ta sẽ thiết lập tính năng an toàn trẻ em ở đâu và mở cái tính năng an toàn trẻ em ở đâu. Thế thì thông thường các bạn để ý cho mình,
là khi mà máy hoạt động bình thường ấy thì cái đèn khóa nắp người ta gạch chéo khóa an toàn trẻ em, tức là cái đèn này sẽ báo hiệu ở hai cái chức năng. Thứ nhất là khi khóa nắp đóng thì nó sẽ sáng lên, và khi khóa an toàn trẻ em thì người ta mở ngoặc, đây là nhấp nháy, tức là cái đèn này mà nó nhấp nháy thì tức là nó đang ở chế độ an toàn trẻ em, và an toàn trẻ em thì người ta sẽ chốt cửa liên tục các bạn nhé, sẽ không cho mở cửa. Đó, thế còn nếu không phải khóa an toàn trẻ em ấy, thì chúng ta sẽ mở cửa các chế độ giật, và chỉ có chế độ khi vắt thì chúng ta mới không mở được cửa thôi. Thì các bạn lưu ý là cái đèn này, nếu một số bạn ấy, các bạn thấy cái đèn này nhấp nháy thì các bạn không biết là nó bị làm sao, nhưng thực ra nó là mang bị khóa an toàn trẻ em. Thế thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn này, chúng ta sẽ thiết lập cái khóa an toàn trẻ em của cái máy này như thế nào và chúng ta mở khóa như thế nào. Thế thì để thiết lập khóa an toàn trẻ em ấy, thì đang ở trạng thái máy đang chạy như này hoặc là đang mở nguồn như này, thì các bạn sẽ giữ cho mình cái phím chọn chế độ và phím khởi động trong vòng 3 đến 5 giây. Thì các bạn sẽ thấy là đấy, cái đèn này nó chuyển qua trạng thái là nhấp nháy, và lúc đấy nó sẽ tự động mạch điện sẽ ra lệnh để chốt cửa. Thì tính năng này gọi là an toàn trẻ em các nhá. Thì các bạn thấy mình vẫn vận hành bình thường, đúng không ạ? Máy vẫn chuyển chế độ giật vắt bình thường, tuy nhiên chúng ta không mở cửa được các bạn nhá. Và cái đèn này thì luôn luôn nhấp nháy. Rồi, thế nếu như chẳng hạn cái máy bị gặp phải cái tính năng đang an toàn trẻ em như này và nó nhấp nháy như này, thì các bạn đừng hiểu lầm là báo lỗi, mà đây là đang thể hiện là gì? Là chúng ta đang thiết lập tính năng an toàn trẻ em. Và để gỡ bỏ khóa tính năng an toàn trẻ em của máy này thì các bạn lại giữ lại cho mình cái nút chọn chế độ và nút khởi động trong vòng 3 giây. Đấy, khi các bạn giữ lại cái thì cái đèn này nó tắt đi thì chúng ta lại mở được cửa ngay, đúng không ạ? Rồi, như vậy là ok rồi đúng không? Rồi, như vậy là vừa rồi là một cái video clip mình chia sẻ cho anh em theo yêu cầu một số bạn khán giả muốn mình chia sẻ về cái vấn đề chúng ta vào test lỗi cũng như là test các cái phụ tải và chức năng của cái máy giặt Moderna 800 như này. Thì mình đã chia sẻ cho anh em đầy đủ rồi. Thì sau đây mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây, và xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi các video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ làm thành công, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.